Các bạn thân mến, ngay trong sáng mùng 2 tháng 6, khoa cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân PVT cùng hai con là PMH và PKN trú tại An Lão, Hải Phòng. Cô gái 20 tuổi ngừng tuần Hoàng, người con thứ hai suy hô hấp nặng. Là người trực tiếp cấp cứu cho ba bố con, bác sĩ chuyên khoa 1 Đào Vũ Hà, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Kiến An đã kể lại giây phút cận kề sự sống và cái chết của ba bố con. Nói về tình trạng sức khỏe của ba bố con, bác sĩ Hà cho biết thời điểm nhập viện, bệnh nhân PMH, 20 tuổi, ngưng tuần hoàng. Bác sĩ đã cấp cứu, ngưng tuần hoàng, sốc điện. Sau 4 giờ, dù tim bệnh nhân đã đập trở lại một lần, nhưng tình trạng rất nặng nên gia đình xin về. Bác sĩ Hà cho biết, trường hợp bệnh nhân H khi phát hiện ra đã nặng hơn hai người còn lại. Khi gia đình phát hiện, bệnh nhân bị ngạt quá lâu. Trường hợp của bệnh nhân PKN 15 tuổi vào cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, thở ngáp cá, đây là tình trạng suy hô hấp nặng. Bác sĩ đã nhanh chóng hỗ trợ kiểm soát đường thở cho bệnh nhân thở máy, nâng huyết áp, thuốc vận mạch và các biện pháp hồi sức tích cực khác. Sau 3 tiếng, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân nờ tiến triển tốt hơn, nồng độ oxy trong máu cao hơn, tuy nhiên bệnh nhân vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn. Riêng với bệnh nhân PVT, sinh năm 1974, Thời điểm vào bệnh viện tỉnh táo hơn, được hỗ trợ máy thở. Các bác sĩ Hà, sau khi cấp cứu cho hai bố con, ông Tê qua cơn nguy kịch, bệnh viện Kiến An đã hội chẩn toàn viện. Các bác sĩ nghi ngờ, ngoài ngộ độc CO, bệnh nhân còn có thể bị ngộ độc trì do nổ xe trong gara kính. Nếu chỉ ngộ độc CO thông thường, bệnh nhân có thể chuyển sang Viện Y học Biển Hải Phòng để xử trí, Tuy nhiên, bác sĩ nghi ngờ nếu có yếu tố ngộ độc gì nên Bệnh viện Kiến An đã liên hệ với các bệnh viện tuyến trung ương để chuyển bệnh nhân lên. Hai bố con bệnh nhân T đã được chuyển lên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Hà Nội để tiếp tục điều trị. Khi chuyển viện, bệnh nhân T đã tỉnh hoàn toàn nhưng vẫn phải thở máy. Bệnh nhân N còn kích thích, đã được sử dụng thuốc an thần. Huyết động và oxy trong máu đã ổn định. Được biết, ngày 2 tháng 6, bệnh nhân N sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 khi vụ việc xảy ra bệnh nhân không thể dự thi qua sự việc này bác sĩ hà khuyến cáo đây không phải là lần đầu tiên xảy ra vụ việc ngạc khí vì nằm trong ô tô tránh nóng do đó khi cắt điện người dân không nên để ô tô trong nhà nổ máy và nằm ngủ ngủ trong ô tô đóng kính bật điều hòa dễ bị ngạc khí bởi khi xe đóng kính cửa nổ máy tức oxy bên trong giảm khí co tăng lên gây hại cho cơ thể không chỉ người lớn ngủ quên trên xe tử vong do thiếu oxy, mà trên thế giới hay Việt Nam đều đã ghi nhận trường hợp trẻ nhỏ tử vong vì bị bỏ quên trong xe một mình. Khi gặp trường hợp bị ngạt trên ô tô, mọi người cần mở hết các cửa để không khí tràn vào và đưa ngay nạn nhân khỏi nơi có khí độc, nhanh chóng đưa tới bệnh viện, nếu không cấp cứu kịp thời sẽ thiếu oxy lên não, để lâu dẫn đến hôn mê, tử vong, cứu được cũng sẽ sống đời sống thực vật do não bị tổn thương.